Hello, hello, xin chào các bạn Để đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 6 giờ tối tại Cali. Ở Việt Nam đó, khi mà đã bước qua là ngày thứ sáu rồi các bạn, chúng ta đã gần kết thúc cái tuần đầu tiên của năm mới rồi. Và hôm nay đó, Thuần sẽ chia sẻ rất nhiều những tin tức với các bạn, chủ yếu là liên quan đến Bitcoin Spot ETF. Nói chung đó thì hôm nay là một ngày mà cực kỳ sôi so động và tôi nghĩ là trong vòng 24 giờ tới đây đó sẽ cực kỳ sôi so động luôn các bạn. Về mặt giá cả có thể sẽ rất là dao động, tại vì chúng ta cũng đã thấy là rất gần cái ngài mà có thông báo liên quan tới Bitcoin Spot ETF rồi và thậm chí ngày đó có thể là ngày mai các bạn có thể là trong vòng 24 giờ chúng ta có thể nhận được thông tin nhưng mà cho dù là phải kéo dài cho đến ngày 10 tháng 1 ra chúng ta chỉ còn vài ngày nữa mà thôi và hôm nay đã có rất nhiều những cái tin tức điều hướng về là chúng ta sẽ sớm có thông tin liên quan tới Bitcoin Spot ETF mà thường sẽ chia sẻ với các bạn và chúng ta cũng đang thấy được là giá ngày hôm nay đã tiếp tục có cái sự tăng trưởng lên tới cái mức gần như là 45.000 đô các bạn ở khoảng chừng là 44.800 đô trước khi mà điều chỉnh cho xuống khoảng chừng là 44.200 đô và trước lúc mà làm video này đó các bạn thấy được có một cái đợt giá đâm xuống từ mức là khoảng 44.300 đô xuống tới mức là 42.400 và nhanh chóng hồi phục trở lại. Đối với những bạn nào mà trading thì các bạn cũng nên có cái sự cẩn thận trong thời gian ngắn tới đây tại vì chúng ta đã đến cái hồi kết rồi. Đối với những bạn nào mà đầu tư dài hạn thì cũng không phải là quan trọng lắm nhưng mà những bạn nào mà trading thì các bạn nên hiểu chúng ta đã đến hồi kết rồi. Đây là một cái sự kiện lớn chúng ta đã bắt đầu nói tới là từ tháng 6 của năm ngoái các bạn trong vòng nửa năm qua đây là cái thông tin lớn nhất mà nhiều người theo dõi và cho dù kết quả như thế nào đó chúng ta cũng sẽ biết trong vòng vài ngày các bạn thậm chí có thể trong vòng 24 giờ tới đây và đó là kết quả của cây quỹ đầu tiên đến hạn chót đó chính là Ark Invest. chúng ta cũng biết là còn một số quỹ khác đó thì hạn chót sẽ là tháng 3 nhưng mà tất cả đều tin tưởng là cái quyết định của SEC cho ARK Invest sẽ là cái quyết định ảnh hưởng tới những cái đơn còn lại các bạn tại vì nó rất là giống nhau như chúng ta cũng đã nói tới rất nhiều rồi SEC đã đều muốn tất cả phải có những cái công ty trung gian tất cả phải đi theo mô hình cash only vân vân có nghĩa là SEC có thể là sẽ ra quyết định cho tất cả các quỹ chứ không phải là chỉ riêng ARK Invest đâu cho nên ngay tới thời điểm bây giờ đó thì uh, mọi người mà đầu tư ngắn hạn hay là người ta chỉ đầu tư liên quan đến sự kiện này thì sẽ cần phải ra quyết định nếu như mà họ nghĩ là sẽ thông qua hay là không thông qua cũng phải ra những cái quyết định và hành động ngay bây giờ. Hay là những bạn mà nghĩ là sẽ thông qua đó, mà nếu các bạn nghĩ là sẽ có hiện tượng sell the news, thì những người đó cũng phải hành động ngay bây giờ. Hoặc là nhiều bạn nghĩ là sau khi mà được thông qua, thì ngược lại sẽ có hiện tượng buy the news dẫn đến là giá cả lại tiếp tục tăng trưởng, cũng sẽ có những hành động bây giờ. Cho nên các bạn có thể thấy cái sự gia động giá nó sẽ tăng cao, trong thời gian tới đây và nhất là có cái sự kỳ vọng trong vòng 24 giờ tới đây sẽ có thông tin liên quan tới Bitcoin Smart ETF. Đó là điều đầu tiên tôi muốn gửi đến các bạn. Cho nên các bạn cũng đừng quá bất ngờ khi mà chúng ta thấy có những cái sự kiện như là mới đây các bạn trong thời gian ngắn đó thì giá lại đi xuống cả 2.000 đô như vậy rồi lại nhanh chóng hồi phục trở lại từ cái mức là 42.500 đô lên trở lại cái mức là 43.600 đô còn cao hơn cả ngày hôm qua nữa các bạn. Nhưng mà nào mà nghĩ là có thể bị từ chối hoặc là giá có thể xuống sell the news sau khi mà có tin tức thì có thể là lựa chọn là bán bây giờ hoặc là những mà nào tin là giá sẽ tiếp tục tăng mạnh sau khi mà có tin thì lựa chọn là mua bây giờ cho nên nó sẽ có cái sự dao động nhưng mà đó là ảnh hưởng ngắn hạn mà thôi các bạn dành cho những bạn nào mà trading chứ còn những bạn đầu tư dài hạn thì nó cũng không có phải là quan trọng lắm đâu bản thân thuần các bạn đã biết là vẫn tiếp tục tích lũy all coin ở thời điểm hiện tại và hôm nay đây các bạn thấy thị trường cũng rất là tốt chúng ta nhìn thấy có rất nhiều những all coin đã có cái sự hồi phục sau cái sự xuống giá ngày hôm qua và chúng ta cũng đã nhìn thấy được đối với lại thị trường đó thì vốn hóa cũng đã tăng 2.4%. Trong vòng 24 giờ qua các bạn, vốn hóa đã hơn 1,7 nghìn tỷ. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là ngay thì đến bây giờ đây thì có bao nhiêu phần trăm Bitcoin đang có lời thì chúng ta có thể nhìn thấy được là dựa theo classno đó chúng ta có thể nhìn thấy là phần trăm có lời bây giờ đã trở lại cái mức là 90.5% các bạn thấy là sau cái sự xuống giá đột ngột gần đây đó, thì cái phần trăm có lời đã giảm xuống còn 87% nhưng mà các bạn thấy hôm nay với cái sự tăng giá trở lại thì đã nhanh chóng chúng ta trở lại cái mức là 90.5% vẫn rất là gần cái dùng màu đỏ bên trên này các bạn có nghĩa là hơn 95% đang có lời đó là cái thông tin mà nhiều bạn hay hỏi thường, cho nên thông muốn dành thời gian đầu video để mà chia sẻ. Nhưng mà nói tới Bitcoin Spot ETF đó thì Thuận cũng đã hỏi cộng đồng của Thuận Capital thì hầu như bất cứ trên nền tảng nào như là ở trên Telegram, ở trên Twitter hay là ở trên YouTube đó thì chia ra làm ba các bạn, hầu như là 1 phần 3 các bạn rất là mong đợi có Bitcoin Spot ETF. 1 phần 3 các bạn đó thì hy vọng là sẽ không có Bitcoin Spot ETF ngay thời điểm bây giờ để có thời gian tích lũy thêm. Một phần ba các bạn đầu tư dài hạn trung bình giá thì mình cũng không quan tâm và đó là kết quả của cuộc bỏ phiếu khi mà tôi hỏi là thật lòng bạn có muốn Bitcoin Spot ETF được thông qua hay là không. Đó là kỳ vọng của cộng đồng Capital các bạn nhưng mà sự thật đó thì ngày hôm nay chúng ta nhận được một loạt những thông tin nó đều hướng về là sẽ sắp sửa có Bitcoin Spot ETF chia sẻ với các bạn và chúng ta bắt đầu nghe cái sự chia sẻ đó không phải đến từ những cái báo chí như chúng ta nói tới gần đây liên quan tới CNBC, liên quan tới Fox Business News hay là chúng ta nói tới cái sự chia sẻ đến từ Bloomberg mà trong dòng thời gian mấy ngày qua đây chúng ta bắt đầu thấy sự chia sẻ đến từ những người mà đang chờ đợi có quỹ Bitcoin Spot ETF như chúng ta cũng đã nói cái đây vài ngày đó thì Mike Noborat cũng đã chia sẻ một cái thuyết nó cũng ẩn hiện các bạn không rõ là muốn nói gì chỉ nói là Happy New Year cái gì đó đang lớn lao, đang tiến tới. Thì đương nhiên chúng ta cũng đã biết là Mike Novarez là người đứng sau công ty Galaxy Digital và Galaxy và Vasco là hai công ty hợp tác với nhau để chờ đợi có Bitcoin Spot ETF thì nhiều người tin tưởng đương nhiên đây là sự kiện lớn nhất và nghe như là sẽ có tin tức tốt đến từ SEC cho thông qua Bitcoin Spot ETF nhưng mà không nói rõ các bạn và ngày hôm nay chúng ta lại thấy một số người cũng như vậy các bạn hầu như thường cảm thấy là họ chia sẻ họ rất muốn chia sẻ với mọi người là đã được thông qua rồi nhưng mà hầu như là họ bị cái sự ràng buộc pháp lý nào đó cho nên chưa thể nói hiện tại và cũng chưa có giấy tờ chính thức được thông qua nhưng mà hầu như họ đã có cái lòng tin là một trăm phần trăm được thông qua rồi như là ngày hôm nay đó, hồi sáng này chúng ta thấy có một cái thuyết đến từ luật sư trưởng của công ty RayScale là Craig Sam các bạn thì uh, Craig Sam chỉ nói một câu thôi là đang đi một số đơn gì đó mà không nói rõ các bạn và đương nhiên cái thông tin lớn nhất bây giờ cho công ty Rayscale đó chính là có thể chuyển đổi cái quỹ GBTC thành Bitcoin Smart ETF. Nhiều người cho là đây là cái tín hiệu đến từ luật sư trưởng của Rayscale là họ đang hoàn tất đơn để được thông qua và hầu như đã, đã, rất chắc chắn rồi. Chúng ta ngày hôm nay lại có cái thuyết cùng ẩn ẩn hiện hiện đến từ Anthony Saramucci các bạn chỉ nói là it's done có nghĩa là đã xong rồi thì như tôi nói là đã xong rồi là cái gì xong các bạn giống như là đang nấu đồ ăn xong rồi hay là chuẩn bị cái Bitcoin Smart ETF tại vì các bạn đã biết là Anthony Salamucci là một người mà rất ủng hộ Bitcoin và là người đứng sau lưng cái quỹ đầu tư Skybridge Capital các bạn cho nên bây giờ người ta cũng không biết luôn nhưng mà các bạn thấy là có rất nhiều những cái thuyết đến từ những nhân vật lớn trong thị trường tài chính truyền thống và có liên quan đến crypto nhưng mà nó vẫn ẩn ấn, ấn hiện hiện các bạn nhưng mà hầu như tất cả đều hướng về là sắp sửa có tin tức tốt và hôm nay chúng ta cũng thấy là hàng loạt những công ty như là chúng ta thấy trên màn hình đây là công ty Vanex cũng đã đăng ký mã chứng khoán với lại thường thấy hình như đây là sàn Nasdaq các bạn thì để hiểu đơn giản đó khi mà bắt đầu giao dịch rồi đó, thì mã chứng khoán cần phải được đăng ký với một cái sàn nào đó và các bạn đã thấy là những công ty đó cũng đã lần lượt như là phải đi đã bắt đầu đăng ký mã chứng khoán đây không nghĩa là được chấp nhận các bạn đây là một cái bước theo thủ tục mà thôi để khi mà được chấp nhận đó thì sẽ sẵn sàng bắt đầu giao dịch VanEck cũng đã làm điều tương tự các bạn đã đăng ký mà chứng khoán của họ. Chúng ta thấy được là không chỉ vàng ác mà cũng cùng ngày hôm nay chúng ta nghe thông tin đến từ Rayscale cũng đã đăng ký mã chứng khoán của họ. Chúng ta có Valkyrie cũng đăng ký mã chứng khoán Bitcoin Spot ETF của họ. Và chúng ta cũng đã thấy được là ARK Invest cũng đã đăng ký mã chứng khoán. Tất cả những cái này đều cho thấy được là những công ty này đã hầu như đã sẵn sàng và chuẩn bị phát hành quỹ Bitcoin Spot ETF của họ mặc dù là ở bên phía của SEC đó thì rất là im lặng nhưng mà các bạn đã nhớ là SEC ngày hôm qua đã đi họp riêng với những cái sàn giao dịch à, nhớ là ngày hôm qua họ họp với lại cái sàn giao dịch chứng khoán New York Stock Exchange họ hợp với lại sàn Nasdaq và họ cũng hợp với lại cái sàn Trade Options CBOE ở Chicago sau đó chúng ta lại thấy những công ty này lần lượt đăng ký mà chứng khoán tất cả đều hướng về là sắp sửa có Bitcoin Spot ETF các bạn. Và thêm vào đó chúng ta đã thấy được là có những cái trang thông tin tài chính mà thường họ không có nói về crypto các bạn Họ rất ít nói về crypto Nhưng mà bây giờ họ cũng nói về Bitcoin Spot ETF Các bạn đã nhớ là những công ty lớn Mà chuyên nói về Bitcoin Spot ETF gần đây là Chúng ta chỉ có Fox Business News Và chúng ta có cái công ty đó chính là Bloomberg Chuyên về những thông tin cập nhật mới nhất liên quan tới Bitcoin Spot ETF Nhưng mà hôm nay đây chúng ta đã thấy là có hai công ty các bạn Thứ nhất là Investing.com Và thứ nhì đó chính là cái công ty chuyên về thông tin công nghệ đó chính là TechCrunch à, Và các bạn đã biết là TechCrunch là công ty mà thường nhớ nổi tiếng hồi xưa đó Cách đây khoảng chừng vài năm, năm 2018 với cái bài viết là Ethereum sẽ chết và không thể tránh khỏi các bạn Nhưng mà các bạn thấy được là đây là bài viết rất nổi tiếng Tại vì sau đó Ethereum đã từ 80 đô la Lúc đó là người ta dù dập Ethereum Các bạn ai cũng nói là Ether sẽ mãi mãi không đứng gì được Nhưng mà Ether đã từ 80 đô lên tới 4.800 đô của năm 2021 Và bài viết đó đã trở thành một phần lịch sử các bạn Nhưng mà TechCrunch ngày hôm nay đó thì chúng ta có một người đó chính là Jacqueline Malinak. Đây là một người mà theo thường hiểu là chuyên về những thông tin crypto của TechCrunch. Cũng nên nói là chúng tôi nhận được thông tin từ các nguồn là quỹ Bitcoin Spot ETF sẽ được phê duyệt Thông tin chi tiết sẽ được công bố vào ngày mai các bạn. Và các bạn cũng thấy là investing.com là trang web mà lớn hơn trong thị trường tài chính thì cũng đã chia sẻ lại thông tin đó. Và nếu như mà các bạn nhớ đó thì chúng ta đã biết là Fox Business News cũng đã đưa ra là dựa theo thông tin nội bộ của họ họ có lòng tin là có thể ngày mai chúng ta sẽ biết thông tin liên quan tới Bitcoin Spot ETF trong vòng 24 giờ nữa mà thôi. Mặc dù là Bloomberg thì họ vẫn nói là họ vẫn có cái sự kỳ vọng là tuần sau các bạn từ ngày 8 tới ngày 10 tháng 1 như là khoảng chừng là tới thứ hai tới thứ tư tuần sau sẽ có cái thông tin chính thức liên quan tới Bitcoin Spot ETF. Nếu như mà cái thông tin đến từ crunch là chính xác thì cái này nó trùng hợp với lại Fox Business News. Và ngày hôm nay đó, hồi sáng này thì Bloomberg cũng đã nói là thông tin của họ cho thấy là SEC đang hoàn tất thủ tục giấy tờ cho Bitcoin Spot ETF đã rất rất gần rồi các bạn. Nói chung thì chúng ta cũng đã nghe là rất gần bao nhiêu ngày qua rồi nhưng mà sự thật là đang rất gần rồi các bạn. Nếu như không phải ngày mai thì trong vòng 3 ngày nữa mà thôi. Nhưng mà Bloomberg cho dù là như vậy đó thì vẫn nghĩ là chúng ta phải đợi tới tuần sau. Có nghĩa là từ thứ hai tới thứ tư tuần sau. Tôi nhớ đó là ngày 8 tới ngày 10. Đó sẽ là cái khoảng thời gian mà sẽ biết thông tin chứ không có phải là ngày mai đâu. Nhưng mà có một điều mà thú vị đó các bạn thấy được là Eleanor Torres của Fox Business News tuy là kỳ vọng là ngày mai sẽ có thông tin tốt nhưng mà cũng đồng ý là khả năng cao hơn là phải đợi tới tuần sau mới có thông tin chính thức thì chúng ta đã thấy được đây là cái diễn biến trong ngày hôm nay dẫn đến là chúng ta có cái sự sôi động ở trên thị trường và với những thông tin này đó có thể dễ hiểu tại sao mà chúng ta lại thấy giá có cái sự dao động bây giờ như vậy tại vì nếu các bạn chỉ quan tâm đến Bitcoin Smart ETF trade ngắn hạn thì các bạn phải ra quyết định ngay bây giờ là các bạn nghĩ là giá sẽ ra sao khi mà có thông tin thông qua hay là không thông qua và cho dù thông qua đây nữa đó thì giá sẽ lên hay là xuống cho nên chúng ta hoàn toàn có thể thấy là trong vòng 24 giờ tới đây sẽ khá là dao động và thậm chí trong vòng vài ngày tới cho đến khi mà có thông tin chính thức và thuận của lòng tin là chúng ta thấy được là tới cái mức này rồi đó thì chúng ta thấy những thông tin liên quan tới SEC chuẩn bị thông qua chỉ có thể có được cái sự hào hứng về mặt giá cả lên tới mức là khoảng 44-45 ngàn mà thôi. Cho dù có thêm những thông tin giống như là 99.9999% này 99, 99, 99 nữa đó thì giá cũng sẽ tới đó mà thôi các bạn. Chúng ta thật sự bây giờ chỉ chờ đợi thông tin chính thức đến từ SEC mà thôi. Và trong thời gian này đó cũng có nhiều người họ tìm được những cái địa chỉ ví ở trên mạng đã cho thấy được là đang tích lũy Bitcoin các bạn như là địa chỉ ví này cho thấy được là trong vòng chỉ hai ngày thôi địa chỉ ví này đã tích lũy gần như là 3.067 Bitcoin rồi thì người ta chia sẻ những cái này đó cho thấy được là có phải có những ca voi nào tích lũy để mà họ chuẩn bị phát hành Bitcoin Smart ETF hay là họ biết tin tức gì hay là không. Nói chung, thì tất cả đã sẵn sàng chỉ có một người duy nhất chưa sẵn sàng mà thôi đó chính là Gary Gensler của SEC các bạn chúng ta sẽ biết thông tin và khi nào mà có tin tức thì sẽ chia sẻ sớm nhất có thể và cái này nó đến hồi kết rồi các bạn chỉ vài ngày nữa thôi chúng ta sẽ không cần phải nói về SEC có duyệt Bitcoin Spot ETF nữa hay là không hy vọng là sẽ có tin tức tốt trong vài ngày nữa và không phải ai cũng nghĩ là sẽ được thông qua đó các bạn. Cho dù là chúng ta ở trong thị trường crypto này, chúng ta đọc những thông tin đó các bạn có thể nghĩ là nhiều người sẽ nghĩ là bitcoin spot etf sẽ được thông qua nhưng mà đó không phải là sự thật đâu trên căn bản đó những người mà bình thường chưa dù đầu tư đi nữa những nhà đầu tư truyền thống đó thì phần lớn cũng không có quan tâm nhiều đến Bitcoin Spot ETF các bạn. Đó giống như là một cái tin tức gì đó mà họ nghe thoáng qua mà thôi. Chứ còn cái sự tập trung đó thì vẫn không có. Phần lớn cái sự hào hứng đã đến từ thị trường crypto mà thôi các bạn. Và những công ty trong thị trường tài chính mà có được lợi nhuận từ Bitcoin Spot ETF thì mới quan tâm. Chứ còn nhà đầu tư thông thường đó thì cũng chưa có nói nhiều về Bitcoin Spot ETF đâu các bạn. Và dù Bloomberg đó, CNBC thì cũng nói thoáng qua mà thôi chứ không phải là nói nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta cũng đã thấy được là có một cái bài bỏ phiếu các bạn đây là một cuộc khảo sát đến từ công ty Bitwise thì Bitwise cũng là công ty mà đang chờ đợi để có Bitcoin Spot ETF thì công ty Bitwise họ đã khảo sát tổng cộng là 437 nhà tư vấn tài chính trên toàn quốc Hoa Kỳ để đánh giá quan điểm của họ về tiền điện tử, về crypto các bạn. Thì đây là những cái người mà gọi là quản lý đầu tư hay là tư vấn đầu tư là những người mà họ quản lý tiền cho những khách hàng các bạn. Thì kết quả các bạn nghĩ như thế nào? Kết quả đó có thể làm cho nhiều bạn cũng khá là bất ngờ. Chúng ta thấy được là thứ nhất, chỉ có 39% nhà tư vấn tin là quỹ Bitcoin Spot ETF sẽ được chấp thuận trong năm 2024 vào wow, các bạn phần lớn nó thực ra nghĩ là nó sẽ không được thông qua và cũng dễ hiểu thôi tại vì phần lớn những cái nhà tư vấn tài chính này đó họ cũng không có phải là chuyên về crypto hay là không có theo sát thông tin đâu các bạn nếu như mà chúng ta chỉ nghe những cái tin tức giống như là liên quan đến là những sàn bị sụp đổ ftx rồi liên quan tới binance đã phải đóng phạt 4 tỷ đô la thì đó là những cái tin tức lớn mà hầu như đài nào cũng nói đến và nó in trong tâm trí của nhiều người cho nên khi mà nói tới bitcoin spot etf đó, thì họ không có theo sát những tin tức như chúng ta thì có thể họ nghĩ là wow, có lý do gì mà được thông qua đâu cho nên phần lớn nghĩ là thật không được thông qua các bạn. Điều thứ hai, đa số phần lớn tin là nếu như mà được phê duyệt đó có nghĩa là họ không nghĩ được thông qua nhưng mà họ cũng không phải là chống đối được các bạn. Họ nói là nếu như mà được phê duyệt thì họ tin đó là một cái nhân tố quan trọng kích thích thị trường. 88% nhà tư vấn quan tâm đến việc mua Bitcoin đó họ nói là họ sẽ chờ đợi có quỹ Bitcoin Spot ETF được phê duyệt rồi mới mua các bạn cho các bạn thấy được là cái tiềm năng thị trường này thật sự vẫn còn một điều nữa các bạn nên hiểu đó nó thật bây giờ chỉ có những người mà lớn tuổi hơn họ mới sử dụng tư vấn đầu tư mà thôi những người mà trẻ tuổi hơn đó thì họ sẽ tự đầu tư cái bàn thôi bây giờ cũng khá là dễ dàng rồi không giống như là trước đây nữa và thuận nói như vậy đó không phải là thuận nói là những người tư vấn đầu tư bị lỗi thời đâu tại vì Đối với Thuận đó, thì các bạn đã biết là Thuận đã bắt đầu là từ tư vấn đầu tư. Tại vì các bạn đã biết là Thuận trước đây là giữ cái Series 7 là chuyên về tư vấn đầu tư và chứng khoán và trái phiếu. Rồi Series 63 để hoạt động ở Cali. Rồi Thuận có Series 24 để mà quản lý những người mà tư vấn đầu tư các bạn. Thì Thuận bắt đầu từ cái ngành đó từ năm 2008 thì cách đây rất lâu rồi các bạn. Lúc đó thì nó phổ biến hơn. Nhưng mà bao nhiêu năm qua nói chung đó thì bất cứ một ai bây giờ cũng có thể dễ dàng tạo một cái tài khoản ở trên những cái uh, dịch vụ như là Weibo, Robinhood hay là Fidelity, các bạn tạo một tài khoản rồi sau đó, khi các bạn không biết gì về đầu tư đi nữa đó thì các bạn vẫn có thể là trả lời một số câu hỏi là các bạn bao nhiêu tuổi, uh, là có thu nhập bao nhiêu, các bạn một năm muốn đầu tư bao nhiêu tiền và các bạn uh, có thể chấp nhận rủi ro bao nhiêu, vân vân. thì sau khi hỏi những câu hỏi đó rồi đó, thì uh, các bạn sẽ thấy được là những cái sàn này hay là như chuyện này đó họ sẽ đưa ra một kế hoạch đầu tư để cho các bạn lựa chọn và các bạn lựa chọn xong các bạn đầu tư rất đơn giản tự mình đầu tư các bạn không cần phải có tư vấn nào hết cho nên phần lớn đó, Thường nghĩ là những người mà tư vấn đầu tư bây giờ là phần lớn là khách hàng của họ là sẽ lớn tuổi hơn cho nên họ sẽ phục vụ chủ yếu là cái lứa tuổi đó và đương nhiên lứa tuổi đó có rất nhiều tiền các bạn thường không nói là họ không có quản lý nhiều tiền họ quản lý rất nhiều tiền nhưng mà vì lý do đó họ sẽ không có quan tâm nhiều đến những cái mới hơn như crypto nhưng mà khi mà có quỹ Bitcoin Spot ETF đó, thì đó lại là một câu nói có thể dẫn cái số tiền đó ít nhất là một phần đi vào trong thị trường này các bạn và cái điều kế tiếp được nói đến đó chính là việc tiếp cận tiền điện tử vẫn còn được hạn chế chỉ có 19% nhà tư vấn cho biết là họ có thể mua tiền điện tử trong các tài khoản khách hàng mà thôi thì đây là liên quan đến pháp lý các bạn các bạn cũng đã biết là tại sao bây giờ đó những quỹ đầu tư họ không thể trực tiếp vào bitcoin được tại vì bitcoin không phải là chứng khoán cho nên họ không có thể tự lưu trữ Bitcoin tại vì nó không có phù hợp với quy định. Có thể nhiều bạn nói là tại sao mà Tesla có thể mua Bitcoin được? Tại sao mà chúng ta có những công ty như Microsoft thì mua được mà những công ty khác lại không mua được? Thì cái sự khác nhau đó chính là các bạn mua sử dụng tiền của mình hay là tiền của khách hàng. Các bạn thấy được là công ty MicroStrategy thì đương nhiên dùng tiền công ty để mà mua. Chúng ta thấy được là Tesla cũng dùng tiền công ty để mà mua. Nhưng mà nếu các bạn là một người mà quản lý tiền cho người khác đó thì các bạn theo quy định chỉ có thể mua chứng khoán hay là trái phiếu mà thôi. Chứ không thể mua những cái khác. Giống như các bạn không thể nào tự mua vàng và đương nhiên không thể tự mua Bitcoin được tại vì Bitcoin là một hàng hóa chứ không phải là một chứng khoán cho nên khi mà có Bitcoin Spot ETF rồi đó, thì nó sẽ là một câu nói như thường vừa chia sẻ với các bạn mới đây đó là lý do tại sao mà phần lớn những nhà tư vấn tài chính họ nói là họ vẫn chưa có thể mua được cho dù là cái này có họ muốn họ cũng không thể mua cho khách hàng của họ được và điều kế tiếp được nói đến là điều thứ tư cũng khá là thú vị và thường nghĩ điều này đó nó hợp lý với tất cả chúng ta một khi bạn đầu tư đó thì bạn có xu hướng tiếp tục đầu tư 98% nhà tư vấn mà hiện đang có khoản đầu tư vào crypto trong tài khoản khách hàng đã thì dự định sẽ giữ nguyên hoặc là tăng cường khoản đầu tư này trong năm 2024. Thì trả cho về các bạn có nhớ là ngày đầu tiên các bạn đầu tư crypto, mới đầu thì các bạn nghĩ là chỉ bỏ một số tiền nhỏ mà thôi nhưng mà các bạn thấy được là crypto nó có một cái sự thuốc hút riêng Thuận không biết giải thích như thế nào các bạn nhưng mà ngày đầu tiên Thuận đầu tư vào crypto đó với khoảng chừng là vài trăm đô nhưng mà sau đó đã rất nhiều rất nhiều đi vào thị trường này từ tài khoản ngân hàng của Thuận các bạn và các bạn cũng nên nhớ là có một thời gian đã hầu như là 80% tài sản của Thuận nằm trong crypto luôn nó tăng tốc rất là nhanh khiến cho nhiều khi lúc đó đó người thân của thuộc cũng chưa hiểu về crypto của bạn họ cũng khá là lo lắng tại sao mà lại có nhiều tiền trong crypto như vậy lỡ như mà nó có vấn đề gì thì sao nhưng mà cái cảm giác khi mà thường tìm thấy được crypto rồi đó rồi các bạn bắt đầu là lên mạng tìm kiếm thì giống như là các bạn bị lạc vào một cái thế giới mới các bạn cái gì cũng mới hết tất cả điều mới và nó không hoạt động như tất cả những gì mà chúng ta biết trong thị trường tài chính và cùng với là chúng ta tìm được những cộng đồng cực kỳ thú vị các bạn nói chung đó thì có thể thuận thiên vị một chút nhưng mà thường vẫn cảm thấy là cộng đồng crypto là cộng đồng thú vị nhất trong tất cả những cộng đồng đầu tư các bạn chúng ta cười nhiều chúng ta khóc nhiều chúng ta cũng có rất nhiều meme các bạn và chúng ta là một cộng đồng mà rất tự giác khi mà giá lên thì chúng ta gáy rất là to nhưng mà khi mà giá xuống đó thì chúng ta cũng sẽ tự giác tự chọc quê mình với những cái meme các bạn nói chung là một cộng đồng mà cực kỳ đặc biệt điều kế tiếp được nói đến trong cái bạn khảo sát này đó là đối với những nhà tư vấn mà có phân bổ một phần vào crypto đó thì kích thước của khoản phân bổ đã tăng lên rồi. Cái số lượng tài khoản mà có hơn 3% để riêng ra để đầu tư vào crypto đã, đã tăng gấp đôi từ 22% trong năm 2022 lên đến 47% trong năm 2023. Kế đó đó họ nói là cái sự quan tâm của khách hàng vẫn rất là lớn hiện tại. 88% nhà tư vấn họ nói là họ đã nhận được câu hỏi về crypto từ khách hàng trong vòng một năm qua. Và điều thứ bảy chúng ta sẽ nói đến đây, chính là tiền điện tử đó thì vẫn còn là một cơ hội cho những nhà tư vấn. Tại vì 59% những nhà tư vấn cho biết một số hoặc là tất cả khách hàng của họ nếu đầu tư vào crypto đó thì đầu tư một cách độc lập ngoài mối quan hệ tư vấn. Điều này rất là quan trọng các bạn. Tại vì sao? Tại vì các bạn nên hiểu là những người mà tư vấn đó thì họ sẽ ăn tiền hoa hồng. Có thể là họ sẽ tính theo cái phí khi mà những khách hàng này trade hoặc là họ sẽ tính cái phí tổng giống như là quản lý bao nhiêu tiền thì mỗi năm họ sẽ lấy một phần trăm cái số tiền quản lý đó. Và thậm chí những quỹ hedge fund đó, thì các bạn sẽ biết là họ sẽ lấy phần trăm cao hơn. Không những là hai phần trăm mỗi năm mà họ còn lấy là khoảng chừng 20% cái số lượng mà tiền lời mà có được nữa các bạn. Cho nên họ kiếm được rất nhiều tiền khi mà họ quản lý cái số tiền đó nhưng mà khi mà họ không quản lý được giống như là luật chưa cho phép họ để mà tiếp cận Bitcoin đó thì họ không được lợi gì hết các bạn những khách hàng của họ đó thì phải tự đi mua Bitcoin mà họ không thể tính phí với khách hàng được Điều kế tiếp được nói đến đó chính là quỹ ETF crypto đó là lựa chọn hàng đầu của các nhà tư vấn khi mà được hỏi về cái loại hình tiếp xúc mà họ quan tâm nhất trong năm 2024 cái này cũng dễ hiểu thôi không có quỹ ETF thì phần lớn họ không thể tiếp cận được các bạn Điều thứ chín được nói đến đó chính là sự không chắc chắn về quy định, pháp luật và biến động giá cả vẫn là vấn đề lớn. 64% nhà tư vấn đã chỉ ra là cái sự không chắc chắn về quy định là rào cản đối với việc tiếp cận crypto. Biến động giá cả là mối quan tâm lớn thứ hai các bạn, 47% những nhà tư vấn nghĩ là như vậy. Nhưng mà lớn nhất vẫn là pháp lý hiện bây giờ vẫn chưa rõ ràng. Và điều cuối cùng trong bài khảo sát này đó là họ nhận ra được là các nhà tư vấn ưa chuộng Bitcoin hơn là Ethereum. 71 nhà tư vấn ưa chuộng Bitcoin hơn Ether, tăng đáng kể so với năm trước là 53%. Thì đơn giản thôi các bạn chúng ta cũng đã thấy được là năm vừa rồi đó thì Bitcoin tăng rất là nhanh Trong khi Ether tăng chậm hơn Thì đương nhiên họ ưa chuộng Bitcoin hơn Ether cũng không có gì gọi là quá bất ngờ đâu Tại vì bây giờ phần lớn cũng có thể là nhiều người mà họ không biết về crypto nhiều đó Họ biết về Bitcoin nhưng mà sao Bitcoin họ cũng không biết gì hết các bạn Cho nên phần lớn vẫn tập trung vào Bitcoin hiện tại thì những điều này nói là gì các bạn? Nhìn chung đó thì điều mà Thuận rút ra được là thị trường vẫn còn rất là nhiều tiềm năng lớn về dài hạn. Miễn là chúng ta có Bitcoin Spot ETF, cho dù bây giờ không có nhưng mà sau này cũng sẽ có. Nhưng mà sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có. Và đó là một câu nói có thể mang một cái số lượng tiền không hề nhỏ vào trong thị trường này các bạn. Các nhà tư vấn tài chính thường nói là Bitcoin không có giá trị nhưng mà họ lại quên ba từ cuối là đối với tôi. Thì các bạn nên biết giống như, như những người như là Warren Buffett thì ông nói là Bitcoin không có giá trị gì. Đương nhiên là không có giá trị gì đối với ông rồi các bạn. Ông là một tỷ phú sống ở Hoa Kỳ và nói thật lạm phát cũng không ảnh hưởng đến ông. Cho nên đối với ông Bitcoin không có giá trị cũng hợp lý mà thôi. Nhưng mà điều quan trọng các bạn nên hiểu đó là không có kẻ thù vĩnh viễn, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Đương nhiên khi mà khách hàng của những cái người mà tư vấn tài chính này tự đầu tư Bitcoin nên họ không được gì hết đương nhiên là họ nói là chẳng giá trị đối với tôi tại vì những người đầu tư bitcoin đâu liên quan đến tôi đâu nhưng mà khi có bitcoin spot ETF rồi đó thì những nhà tư vấn tài chính này có thể quản lý và tính phí tự nhiên bitcoin sẽ có giá trị đối với họ và họ sẽ rất thích các bạn các bạn cứ nghĩ đi tại sao những ngân hàng bây giờ lại chuyển hướng ủng hộ crypto ủng hộ bitcoin các bạn tại sao mà những quốc gia lại ủng hộ bitcoin crypto bây giờ tất cả đều quy ra lợi ích thôi các bạn cho nên đó là điều các bạn nên hiểu ở đây khi mà có Bitcoin Smart ETF rồi đó thì sẽ là một cánh cửa khiến cho nhiều những nhà tư vấn tài chính có thể giới thiệu cái sản phẩm này đối với lại khách hàng của họ mà họ không thể làm được ngay bây giờ và họ cũng không muốn làm tại vì bây giờ họ có nói tốt gì Bitcoin cũng không được lợi hết các bạn tại vì những nhà đầu tư này họ có thể tự đi mua Bitcoin và không cần phải thông qua những tư vấn tài chính cho nên họ không được lợi gì hết khi nào mà có Bitcoin Smart ETF rồi đó là là một chuyện khác và một điều khác tôi thường cảm thấy là cũng khá là thú vị các bạn trong khi mà nhiều những công ty đó thì họ đã đưa ra những cái quảng cáo gần đây liên quan tới Bitcoin Smart ETF nhưng mà công ty Fidelity đó thì lại xuất bản một cái văn bản để mà giải thích cho những cái người đầu tư của họ những khách hàng của họ hiểu hơn về mạng lưới Bitcoin như thế nào giống như là cái văn bản này đó nói một cách đơn giản là ở trên mạng lưới Bitcoin đó thì có những người mà đào Bitcoin trách nhiệm của họ như thế nào và họ được quyền làm gì và tại sao phải cần có miners và tại sao phải cần có những người mà chạy những cái sổ cái những cái miners và những người mà lưu trữ crypto đó thì họ như thế nào vai trò họ là gì và những người mà chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin khôi trên mạng lưới thì uh, trách nhiệm của họ là gì và tại sao lại cần phải có họ vân vân các bạn thấy được là đây là một cái thông tin phổ biến cái sự hiểu biết về mạng lưới Bitcoin và đối với những công ty forward đó, thì bây giờ có nhiều công ty ủng hộ nhưng mà thật ra Fidel đây là tiên phong các bạn cách đây vài năm đó, thì Fidel thì đã là một những công ty mà họ đã cử người đến những cái hội nghị liên quan đến crypto để mà tìm hiểu và họ cũng đã là những công ty đầu tiên để mà xuất bản những cái thông tin có lợi cho thị trường này. Nói chung thì họ là tiên phong từ những công ty forward và có một điều nữa thuận suy nghĩ gần đây đó các bạn hãy tưởng tượng đi nếu như mà FTX bây giờ vẫn chưa sụp đổ thì có thể là đối tác của những công ty forward để mà phát hành Bitcoin Spot ETF lại các bạn Có thể là FTX chứ không phải là Coinbase Tại vì các bạn nên nhớ là FTX được đầu tư bởi rất nhiều những công ty lớn trong đó có cả BlackRock nữa Nếu như đó là sự thật thì sau khi mà tiền đổ vào Bitcoin Spot ETF do FTX nắm giữ rồi họ mới phá sản Thì tôi nghĩ là trong kịch bản này những nhà đầu tư truyền thống nó họ sẽ mãi không dám đụng tới crypto Nói chung đó, thì FTX sụp đổ đã khiến cho nhiều người mất rất nhiều tiền các bạn là một cái tin tức xấu và cũng khiến cho thị trường crypto này đã giảm rất là nhiều Bitcoin giảm xuống là 15.000 đô sau khi mà FTX sụp đổ đương nhiên là không tốt rồi nhưng mà về dài hạn đó thì FTX sụp đổ không hẳn là chuyện xấu cho thị trường crypto này đâu các bạn đó là cái suy nghĩ của thần các bạn nghĩ sao các bạn có comment ở bên dưới và thần sẽ chia sẻ thêm một thông tin nữa với các bạn trước khi chúng ta chuyển qua nói tới một số những tin tức khác mà không liên quan tới Forward và Bitcoin Spot ETF thì có một công ty là Wilshire Phoenix thì họ cũng đã có một cái quỹ đầu tư Bitcoin không phải là quỹ ETF các bạn, đây là một cái quỹ đầu tư Bitcoin mà thôi. Và họ muốn chỉnh sửa để giống như là GBTC, không phải là GBTC mà đang chờ đợi để mà chuyển đổi thành Bitcoin Spot ETF và họ muốn thay đổi cái cấu trúc như là cái hoạt động của GBTC hiện tại có nghĩa là chỉ bán những cái cổ phần và phần lớn thông qua những sàn OTC mà thôi. Và nhiều người cũng cảm thấy là không hiểu các bạn trong khi bây giờ đó cái phong trào là mọi người đều muốn có Bitcoin Spot ETF tại vì nó sẽ thông dụng hơn và sẽ chiếm phần lớn thị trường. Không biết tại sao mà Will Sire Phoenix lại muốn tiếp tục cái xu hướng như là GBTC hiện tại. Nhưng mà đây cũng là một tin tức tôi muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta cũng có một người mà nhiều bạn biết các bạn đó chính là Robert Kiyosaki. Thì nhiều bạn đã biết người này thông qua quyển sách rất nổi tiếng các bạn đó chính là Cha giàu Cha nghèo. Và ông nói là ông nợ 1 tỷ 2 đô la bởi vì nếu như mà tôi phá sản, ngân hàng cũng phá sản. Không phải là vấn đề của tôi. <laughs> ok các bạn, tôi sẽ đầm lên để mà mượn 1 tỷ 2 để oil Bitcoin đây. <laughs> tôi nói giỡn thôi. Nhưng mà các bạn cũng đã từng nghe cô nói là nếu bạn nợ ngân hàng 1 triệu đô la thì bạn sợ ngân hàng. Nhưng mà mình nợ ngân hàng 1 tỷ đô la thì ngân hàng sẽ sợ bạn <laughs> thường cảm thấy đây là một cái tin tức mà được nhiều người chia sẻ đó cũng khá là thú vị các bạn à, cho nên thường muốn dành ít thời gian để mà nói đến mà thôi và nói chung đó thường cũng đã từng nói sơ sơ về quyển sách cha giàu cha nghèo các bạn Quyển sách rất nổi tiếng mà các bạn có thể tìm thấy được tiếng Việt cũng có nữa các bạn và đây là quyển sách mà nhiều người đầu tư biết đến và đối thùng nơi quyển sách này nó cũng đóng vai trò khá là lớn các bạn đây là một quyển sách mà sau khi các bạn đọc rồi đó sẽ khiến các bạn là cực kỳ hào hứng à, là một cái sự thúc đẩy cho các bạn bước vào thị trường đầu tư sau khi mà đọc rồi đó các bạn chỉ muốn à, có thu nhập thụ động, các bạn chỉ muốn có giống như là tự do tài chính mà thôi và tự làm chủ của bản thân của mình. Nhưng mà cuốn sách đó thì nó là một câu chuyện nó khá là thú vị các bạn và lôi cuốn nhưng mà nó cũng không có chia sẻ những chi tiết là làm sao để có thể kiếm được tiền từ thị trường bất động sản các bạn. Sau đó thì Robert Kiyosaki cũng đã phát hành thêm ba cuốn sách nữa để mà đi kèm với cái cuốn đầu tiên. Nhưng mà cuốn đầu tiên vẫn là cái cuốn nổi tiếng nhất và những cuốn kia có thêm chi tiết nhưng mà nó cũng không có đối thuận là thực dụng nhiều đâu các bạn. Nhưng mà nói chung đó thì Robert Kiyosaki là một người mà rất là nổi tiếng và các bạn đã biết là ông là một người rất ủng hộ vàng và bây giờ ông cũng rất ủng hộ Bitcoin các bạn cho nên được nói đến rất là nhiều. Nói chung đó thì Robert Kiyosaki nói là hãy chú tâm để mà nghĩ đến hiện tượng Bitcoin hạ bình và những tháng tới đây là những tháng mà cực kỳ sôi động. Đó là cái sự chia sẻ đến từ Robert Kiyosaki. Cái thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái thông tin liên quan tới Visa. Thì công ty Visa các bạn đã biết là họ phát hành những thẻ tín dụng đó, thì họ đã ra mắt cái giải pháp tương tác với khách hàng trên web 3 và cái này đã cho phép các thương hiệu tích hợp với crypto để mà thưởng điểm như khách hàng mà trung thành với họ và sử dụng thường xuyên chương trình thì do smart media technology phát triển điều này nghĩa là gì các bạn à, thì theo thường hiểu đó bây giờ chúng ta vẫn chưa có chi tiết nhưng mà họ đã phát hành một giải pháp giải pháp này là cho những công ty giống như là các bạn là một quán ăn đi các bạn muốn là thưởng điểm như khách hàng mà tới ăn thường xuyên thì các bạn có thể sử dụng giải pháp này để mà dễ dàng tích hợp một cái ví điện tử và những khách hàng đó có thể tích lũy điểm trong ví điện tử có thể là những crypto gì đó mà các bạn có thể phát hành được cái này nó không giống như là tích lũy điểm hiện tại tại vì như bạn sẽ nói là bây giờ đó các bạn đi ăn thì hầu như đâu cũng có tích lũy điểm nhưng mà cái chương trình tích lũy điểm hiện tại đó thì nó không có được đồng nhất ở đâu hết các bạn và có thể các bạn không biết rất là nhiều điểm nó không được sử dụng và phần lớn những người mà tích lũy điểm họ cảm thấy được là tích lũy nhưng mà cuối cùng đó thì cái giá trị điểm nó liên tục bị thay đổi và nó cũng không có xứng đáng với lại cái số lượng tiền mà mình bỏ ra để mà tích lũy cái số điểm đó và mình cũng không có được là hoàn toàn làm chủ các bạn thì theo tôi hiểu đó khi mà chúng ta bắt đầu có những cái công ty mà họ có những cái ví crypto đó thì cái điểm nó giống như đồng nhất giống như là các bạn nhận được một điểm ở trong cái quán ăn này thì điểm đó nó cũng sẽ là một cái điểm tương tự các bạn nhận được một quán ăn khác có nghĩa là tất cả nó đều nằm trên một cái mạng lưới của visa các bạn thì điểm đó có thể được sử dụng giống như là các bạn tích lũy điểm ở Starbucks các bạn có thể sử dụng cái điểm ở Starbucks khi các bạn đi ăn phở và ngược lại vân vân thì nó sẽ khiến cho cái những người mà khách hàng trung thành họ sẽ cảm thấy cái điểm của họ có giá trị nhiều hơn bây giờ các bạn tích lũy điểm như, như các bạn nào mà thích bay nhiều hay là các bạn đi du lịch nhiều tích lũy điểm ở những khách sạn đó thì những khách sạn lớn cho các bạn có thể bán lại cái điểm của mình nhưng mà thường các bạn bán lại cho một công ty thứ ba và khi mà bán rồi đó thì các bạn sẽ mất đi 20, 30, 30 thậm chí 40% các bạn cho nên nhiều người không làm như vậy nhưng mà ngược lại khi mà điểm nó nằm trong một cái ví thì người tích lũy họ sẽ cảm thấy là họ có cái sự sở hữu cái số điểm đó nó tốt hơn và có thể được sử dụng ở nhiều nơi khác. Đây là cái ý nghĩ của Visa. Hiện bây giờ họ vẫn chưa có thật sự là triển khai. Nhưng mà đây là một cái sản phẩm mà bất cứ một cái thương hiệu nào sau này cũng có thể là dễ dàng tích hợp được. Điều kế tiếp đó, chúng ta sẽ nói đến đó chính là Hàn Quốc các bạn. Thì Hàn Quốc cũng đã đưa ra một cái xem xét là họ muốn cấm việc sử dụng thẻ tín dụng để mà mua crypto Chi tiết hơn đó là các bạn thấy là quy định hiện tại tại Hàn Quốc chủ yếu tập trung vào việc kiểm soát giao dịch trên các sàn crypto trong nước. Điều này đã tạo ra một kẽ hở cho người dùng sử dụng thẻ tín dụng để mà mua crypto thông qua các kênh không bị quản lý chặt chẽ như là các sàn giao dịch nước ngoài gây cái, cái rủi ro liên quan đến rửa tiền và hoạt động tài chính bất hợp pháp. Đề xuất này sẽ thu thập phản hồi từ công chúng cho đến ngày 13 tháng 2, nghĩa là vẫn là một đề xuất thôi các bạn, chưa phải là luật. Dự kiến họ sẽ xem xét và bỏ phiếu thực thi trong nửa đầu năm 2024. Ở Hoa Kỳ đó, nhưng mà nào mà không rành theo Hoa Kỳ đó, cái việc mà sử dụng thẻ tín dụng để mà mua crypto đó đã bị hủy bỏ từ lúc mà năm 2017 rồi các bạn Lý do thì cũng dễ hiểu thôi Không phải liên quan đến rửa tiền gì hết Mà người ta sử dụng thẻ tín dụng Tại vì người ta nghĩ là giá sẽ tăng Người ta sử dụng thẻ tín dụng để mà mua Bitcoin Rồi sau đó họ nghĩ là khi mà giá Bitcoin tăng Họ sẽ bán rồi họ sẽ trả tiền thẻ tín dụng trong tháng đó Không cần phải trả tiền lời Tại vì trả trong tháng là không có tiền lời Và giữ cái phần lời Nhưng mà ngược lại khi mà giá xuống thì sao các bạn những người đó họ lại bị mắc kẹt và họ lại nợ thẻ tín dụng và lại phải trên đời rồi các bạn thấy đây là một cái cách đầu tư giống như là vay mượn vậy cho nên những công ty tín dụng và những ngân hàng đó thì đã cấm sử dụng thẻ tín dụng từ năm 2017 tại Hoa Kỳ rồi. Và thông tin kế tiếp là liên quan đến cái vụ kiện giữa SEC và sàn Binance. Như bạn nói là wow, sàn Binance họ cũng đã chấp nhận thỏa thuận với chính phủ Hoa Kỳ rồi. Các bạn cũng đã nhớ tôi đã từng chia sẻ với các bạn cái sự thỏa thuận đó đó là giữa sàn Binance, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Bộ Tài chính của Hoa Kỳ và CFTC nghĩa là đơn vị quản lý hàng hóa của Hoa Kỳ. Nhưng mà không phải là SEC có một vụ kiện nữa bây giờ vẫn đang diễn ra các bạn đây là một vụ kiện dân sự mà thôi. Thì SEC cũng như là đã kiện sàn Coinbase họ nói là sàn Binance có những chứng khoán chưa đăng ký và gần đây chúng ta cũng đã biết là thẩm phán trong cái vụ kiện giữa SEC và Luna UST đó thì đã phán là bốn cái đồng trong cái vụ kiện này đã chính là đồng USDT, Luna, Rap Luna và đồng Mia thì bốn đồng này là chứng khoán và họ đã thành công chứng minh được ở trên tòa án. Bây giờ đó thì SEC muốn dùng cái này để mà nói với lại thẩm phán ở trong vụ kiện của sàn Binance nói là những cái đồng trên sàn Binance cũng là chứng khoán và hy vọng là thẩm phán trong vụ kiện này sẽ chấp nhận cái sự kết luận của thẩm phán trong vụ kiện của Luna và USDT. Cái này chúng ta vẫn chưa biết kết quả ra sao. Cái này là gợi ý đến từ SEC mà thôi vẫn còn phải chờ thẩm phán. Nhưng mà các bạn nên hiểu đó là cái vụ liên quan tới Luna UST đó thì rất khác so với những cái sự kiện khác các bạn. Tại vì chúng ta cũng đã biết là có những thẩm phán như là thẩm phán Torres cũng đã nói là cái đồng xrp không phải là chứng khoán nhưng mà trong cái vụ kiện này đó thì thẩm phán Radov uh, lại nói là những đồng này là chứng khoán cái sự khác biệt ở đây chính là cách tiếp thị các bạn quảng bá như thế nào tại vì trong cái vụ kiện này đó thẩm phán uh, Radoff đã nói là những đồng như là luna UST đó thì chịu sự ảnh hưởng và quản lý đến từ Terraform Labs và thậm chí DoCoin là người mà đã thường xuyên quảng cáo và thường xuyên nói là sẽ làm tất cả để có thể củng cố cái mục tiêu lợi nhuận là 20% cố định. Thì đương nhiên đây là một cái cách quảng cáo, cách tiếp cận với lại khách hàng và nó giống như là một hợp đồng đầu tư gì đó. Người ta mua UST đâu phải là để, để lưu trữ giống như là một cái stablecoin đâu. Người ta mua UST tại vì người ta muốn có lợi nhuận 20% và lợi nhuận đó đến từ anchor protocol các bạn và anchor protocol là một cái giao thức được phát triển và được quản lý bởi Terraform Labs. Cho nên đây trên căn bản là một cái hợp đồng đầu tư. Đó lập luận đến từ thẩm phán Rakoff. Nó rất là khác so với điều kiện của Binance. Cho nên không biết là thẩm phán trong điều kiện Binance sẽ nghĩ như thế nào khi nào mà có thêm tin tức thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Và ở phần cuối video đó chúng ta sẽ cùng nhau xem coi là chứng khoán Hoa Kỳ kết thúc ngày hôm nay ra sao các bạn thì đáng tiếc. Sau nhiều ngày từ đầu năm tới bây giờ là một màu đỏ thì các bạn thấy là Nasdaq vẫn tiếp tục đỏ hiện tại. Chúng ta nhìn thấy kết thúc ngày hôm nay là giảm 0.56%. S&P 500 giảm 0.34 Dow Jones thì không thay đổi nhiều các bạn Và hiện bây giờ đó Pre-market cũng không có cái sự tiến triển nào hết Tuy là xanh nhưng mà chỉ tăng có 0.08% mà thôi còn về hợp đồng của dầu đó thì vẫn đang ở mức thấp các bạn 72 đô 76 cent Còn về hợp đồng của vàng đó thì cũng không thay đổi nhiều các bạn ở mức là 2053 đô Hôm nay đó thì tính tới bây giờ tuy đã có một cái sự giảm xuống từ mức là 44.600 đô hay là 700 đô gì đó nhưng mà các bạn thấy là cái mức giá bây giờ so với ngày hôm qua thì vẫn tăng 2.24% hiện tại dựa theo CNBC chúng ta cũng đã có một cái thông tin các bạn và tiếp tục liên quan tới cái vùng biển đỏ thì chúng ta đã có thêm nhiều tin tức tại vì chúng ta cũng đã biết là có cái sự xung đột ở cái dùng mà biển Red Sea dẫn đến là phần lớn hàng hóa đã phải di chuyển đi đường vòng các bạn và đương nhiên khi mà đi đường vòng như vậy sẽ dẫn đến là cái cước phí di chuyển đường biển nó sẽ tăng lên và đã tăng vọt 173% các bạn thì chúng ta quan tâm đến sự kiện này Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy đây là hàng hóa sẽ gửi đến phần lớn là từ Thượng Hải các bạn, từ Thượng Hải và nó sẽ chuyển đến giống như là Bắc Âu và Địa Trung Hải và từ đó có thể chuyển đến Canada, Hoa Kỳ vân vân cho nên nó ảnh hưởng tới tất cả chứ không phải là chỉ riêng một dùng nào đó. Nhưng mà chúng ta cũng chưa hẳn là sẽ thấy lạm phát tăng đâu. Tại vì cái cước phí bây giờ tuy đã tăng nhưng mà nó cũng vẫn thấp hơn nhiều so với cái đỉnh ở đại dịch các bạn. Chúng ta phải tiếp tục chờ đợi thêm thông tin. Nhưng mà ngược lại chúng ta lại có những cái tin tức nó lạc quan hơn như là cái tiền mướn nhà cũng đã có xu hướng chậm lại và thậm chí đã giảm xuống ở Hoa Kỳ. Đây là một yếu tố lớn ảnh hưởng đến chỉ số CPI và PCE. À, và chúng ta ngày mai đó là ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ thì cũng sẽ có một cái dữ liệu lớn các bạn. Đó chính là cái dữ liệu liên quan đến phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ. Thì bây giờ đó thì ước tính là 3.8% tăng nhẹ so với tháng vừa rồi là 3.7. Con số này đó thì đương nhiên vẫn rất là thấp các bạn. Con số mà Fed quan tâm như bạn đã nhớ đó chính là 4.1. Chỉ khi nào cái phần trăm thất nghiệp này tăng lên tới 4.1 nên thì lúc đó Fed mới lo lắng mà thôi và chúng ta cũng đã biết là dựa theo lịch sử khi mà tăng lên tới 4.1 đó thì sẽ tiếp tục tăng nữa chứ không có phải là tăng đến đó rồi Fed làm cái gì đó sẽ nhanh chóng quản lý được cái phần trăm thất nghiệp đâu cũng giống như là phần trăm làm phát các bạn không tăng không tăng rồi khi mà tăng rồi đó thì rất khó để quản lý và nếu muốn quản lý thì Fed phải có những biện pháp trước khi mà nó tăng cho nên chúng ta mới thấy là bây giờ Fed đã chuyển giọng điệu một chút và nói là sẽ giảm lãi suất năm nay. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.